Hi, xin chào các bạn. Ở đây thì là bộ dao của xưởng Masahiro nhé. Thì bộ dao này gồm có 4 con. Là con to nhất này thì là con chuyên thái. Con này người ta còn hay là gọi là Gyuto ấy, dòng chuyên thái bò ấy, gọi là chuyên thái thịt. Còn con này thì là dòng Fine. Con này thì gọi là cắt cơ, nếu mà mình dịch từ tiếng Nhật ra thì người ta gọi là thao dao xé cơ. Nhưng mà nói chung thì dòng này nó mỏng và nó như kiểu sashimi, mà nó cái bản của nó thì gần giống sashimi. Thì con này nó đa năng hơn một chút bởi vì nó có thể thái sashimi được. Còn con này là thái đa năng nhé, con này thái đa năng hay là gọi là thái tổng hợp ấy. Còn con bé bé này thì các bạn biết rồi, nó là dao gọt hoa quả. Đây này, con dao này nhé là 12 một 120 này, có nghĩa 120 mm, có nghĩa là chiều dài lưỡi là 12 cm. Con này là chiều dài lưỡi là 17,5 cm. Còn con này là chiều dài lưỡi là 24 cm nhé. Đấy. Thì con chuyên thái này đấy, thì là cũng là lưỡi 24 cm. Thì dòng này có lưỡi 18, 21, 24, 27, 30, 33 cm. Còn con này như là có 24 và 27 cm thôi nhé. Còn con này thì chỉ có một số là 10, 17,5 cm. Còn con gọt hoa quả này thì có số to hơn. To hơn bao nhiêu thì tí mình sẽ đăng. Bây giờ mình cũng quên mất rồi. Mình chỉ biết là có lưỡi 12 thì là gọt hoa quả là vừa. To hơn một chút thì như là 15 cm sao ấy. Đấy. Thì bộ này là của xưởng tên là Masahiro nhé. Đây. Cho tổng hơi màu một chút. Sao nó lại mở nhỉ? Đây này, thép của nó sử dụng như này. Ôi sao tự nhiên mờ hết cái chữ đi này. Đấy. Thép này đấy. Một thép, một, hai, ba. Ba loại hợp kim. Họ sẽ đấy, ba loại hợp kim họ mạ vào này. Nói chung là vanadium, molybdenum. Toàn tiếng Anh thì mình cũng chịu chết. Đấy. Thì mình cho các bạn xem qua cái dòng dao này. Đấy nhá. Của Seki này. Seki Japan nhé. Thì ở bên trong mỗi con dao thì lại có một cần sổ bảo hành dao nhé. Cái dòng này lại có sổ bảo hành dao. Đây là hướng dẫn sử dụng dao này, bảo quản và hướng dẫn sử dụng. Đây là quyển sổ bảo hành. Thì đằng sau nó sẽ có ghi ngày tháng năm mua, địa chỉ và tên của người mua. Địa chỉ tên của người mua thì mình cũng chưa hỏi là bảo hành trong bao lâu. Đấy. Đây là địa chỉ của xưởng nhé. Đấy. Cái dòng chữ này là Seki này. Seki Hanamono Center. Có nghĩa là cửa hàng dao kéo của thành phố Seki. Đấy, tạm dịch như thế. Thì bạn nào mua thì inbox cho mình nhé. Bạn nào xem trên YouTube thì đặt hàng thì vào Zalo Facebook của mình nhé. Vì mình sẽ cho số điện thoại để tìm ra Zalo Facebook của mình. Mình xin kết thúc video ở đây nhé. Cảm ơn mọi người.